Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo các hoạt động của năm ASEAN 2020 do Việt Nam làm chủ nhà. Hội nghị của nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37, HLTF-EI-37, đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tại hội nghị nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37, HLTF-EI-37, các đóng góp của Việt Nam, đặc biệt là các đóng góp liên quan đến các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN cho năm 2020 do Việt Nam đề xuất, đã được các nước đánh giá cao và coi đây là cơ sở để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các nước ASEAN. Ngoài ra, các nước cũng xem xét đề xuất của Việt Nam về cách tiếp cận mới mang tính hài hòa cho các cuộc đàm phán FTA của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp và chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên ở một số nơi. Trên cơ sở đó, các bên tái khẳng định cam kết của ASEAN đối với việc duy trì các động lực cho việc tăng cường thương mại và đầu tư trong khu vực thông qua thúc đẩy các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do của ASEAN. Việt Nam đã thể hiện rất tích cực vai trò của nước chủ tịch ASEAN trong bối cảnh dịch cúm COVID-19 ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội trong ASEAN. Hoàn cảnh tổ chức hội nghị lần này có những khó khăn nhất định, đặc biệt là chủ tịch của nhóm đặc trách, thứ trưởng của Singapore lần này thậm chí không thể sang Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đã hết sức nỗ lực tổ chức và chủ tịch vẫn có thể tham gia điều hành phiên họp thông qua đường truyền trực tuyến. Điều này đã thể hiện nỗ lực rất lớn của Việt Nam để đảm bảo các hoạt động của các sự kiện trong năm. Đối với hội nhập kinh tế nội khối, hội nghị tập trung thảo luận các nội dung chính như rà soát giữa kỳ kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN và năm 2025 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong khu vực đang có những thay đổi và diễn biến phức tạp, khó đoán định, bàn về chiến lược tổng hợp của ASEAN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu cơ sở về hệ thống quản lý văn bản quy phạm pháp luật trong ASEAN và các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 do Việt Nam đề xuất. Với các đối tác ngoại khối, hội nghị cũng đã thảo luận một số nội dung có liên quan như cách tiếp cận các đối tác FTA mới, tiến trình và tương lai đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Đặc biệt, trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, nhóm đặc trách cũng đã bàn bạc và đề nghị Ban Thư ký ASEAN tiến hành nghiên cứu với sự trợ giúp của Úc về sự sẵn sàng của các nước ASEAN, từ đó đưa ra một chiến lược tổng thể để các nước ASEAN bắt kịp được với trào lưu mới của cuộc cách mạng công nghiệp này. Nhóm đặc trách cũng đã xem xét hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là đưa ra được tiêu chí lựa chọn đối tác đàm phán tiềm năng trong tương lai với các nước ASEAN. Thứ hai là xem xét lại toàn bộ tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện Kinh tế khu vực RCEP, để từ đó đưa ra những định hướng hướng tới việc ký kết hiệp định trong thời gian sớm nhất. Về mặt nội dung thì trong lần này chúng ta cũng có những đóng góp rất là đáng kể cả về hợp tác nội khối cũng như hợp tác ngoại khối, đặc biệt là những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc đàm phán với một số đối tác, thí dụ như Liên minh Kinh tế Á Âu, thí dụ như là Liên minh Châu Âu cũng được các nước rất là quan tâm, và chúng ta cũng sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình đàm phán để giúp các nước ASEAN có thêm cơ sở trong việc lựa chọn đối tác đàm phán FTA trong tương lai. Các quan điểm của Việt Nam về vấn đề đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP cũng được các nước ASEAN đánh giá rất cao. Các khuyến nghị về chiến lược hợp tác sắp tới của ASEAN tại hội nghị HLTF-EI-37 sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 tại thành phố Đà Nẵng để xem xét thông qua. Kết quả cuối cùng được báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4 năm 2020.